của cái gọi là bảo vệ nhà báo CPG. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPG, Committee to Protect Journalists, được thành lập vào năm 1981 ở tiểu bang New York với mục tiêu thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí. Tôn chỉ ban đầu đó nghe có vẻ rất chân chính, nhưng càng ngày các động cơ chính trị mờ ám và dã tâm can thiệp vào công việc nội bộ các nước của những người điều hành tổ chức càng rõ nét. Nhìn lại một chút quá trình hoạt động của CPG, ai cũng dễ dàng nhận ra cái gọi là thúc đẩy tự do ngôn luận hay tôn trọng sự thật khách quan thực chất là kích động các thành phần chống đối ở các nước có hệ tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Từ lâu, CPG vốn được biết đến như một tổ chức có thâm niên trong việc lợi dụng chiêu bài bảo vệ nhà báo, bảo vệ tự do ngôn luận để xuyên tạc, vu cáo, tạo áp lực và can thiệp vào công việc nội bộ của một số nước. Với giải thưởng tự do báo chí, CPG đã liên tục xây dựng mạng lưới chân rết làm truyền thông phục vụ cho các ý đồ chính trị của tổ chức này. Mượn danh nghĩa bảo vệ những người dám nói thật, các tiêu cực của chính quyền các nước, CPG thường thiết kế, xây dựng một profile cho các kẻ cơ hội chính trị trên mạng xã hội. Họ biến các nhân vật này thành anh hùng, người tiên phong chống phá chính quyền. Tiếp đó, CPG sử dụng tiền từ các quỹ liên quan đến chính trị để rót tiền làm công tác tài trợ, hướng dẫn, giúp các đối tượng thực hiện sản phẩm truyền thông như sách, bài viết trên mạng xã hội, trả lời phỏng vấn cho các kênh ruột của tổ chức, mục đích nhằm dẫn dắt dư luận, gây chú ý với các nước phương Tây, mượn các nước này tạo sức ép lên chính quyền các nước khác, âm mưu sau cùng làm rối loạn xã hội, tình hình chính trị các nước. Sau sự việc trao giải tự do báo chí cho đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm, CPG tiếp tục thực hiện một chuỗi các chiêu trò nhằm gây sức ép dư luận, buộc chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga. Họ hy vọng có thể châm ngòi cho cái gọi là phong trào đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí. Họ cũng không giấu giếm ý đồ kích động biểu tình để chống phá chính quyền Việt Nam. Tuy vậy, phần lớn âm mưu của CPG đều nhanh chóng bị các cơ quan chức năng của Việt Nam vạch trần và trở thành trò lố bị bêu diếu trước dư luận. CPG cố tình đánh đồng chức danh nhà báo với những người đăng tin thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Đình Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức cũng mặc áo rộng với danh xưng nhà báo hay nhà hoạt động nhân quyền, cũng đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, trong khi họ không có cơ quan chủ quản, huống hồ họ là những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam và đã lĩnh án. Về mặt pháp lý, pháp luật Việt Nam có quy định rất rõ đâu là hoạt động báo chí và không hề có cái gọi là nhà báo độc lập hay nhà báo hoạt động nhân quyền. Vậy nên chẳng khó hiểu gì khi các đối tượng thường chẳng gây được nhiều tiếng vang với sự bơm thổi cạch cỡm ngay từ đầu. Vậy nhưng CPG vẫn luôn tỏ ra ngoan cố, mới nhất là việc trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2022 cho Phạm Đoàn Trang, người vốn bị một tờ báo khá lớn sa thải từ năm 2013 vì vô kỷ luật, bị tước tư cách nhà báo từ lâu. Tiền tài trợ của tổ chức này đổ vào túi nhà báo Phạm Đoàn Trang cho các hoạt động như xuất bản sách chùi, trả lời phỏng vấn hàng loạt các kênh cộng cán như BBC News tiếng Việt, RFA, huy động các nhân vật cùng chung chiến tuyến lập nhà xuất bản tự do để phát tán sách và tài liệu xuyên tạc tình hình chống phá chính quyền Việt Nam. Thực tế ở Việt Nam không có chuyện tấn công đàn áp báo giới, và quan trọng hơn nữa là Việt Nam không ngăn chặn mọi trang web, blog và những tài liệu trên mạng như CPG vẫn thường rêu rao. Không riêng gì Việt Nam, các nước đang phát triển thường xuyên là mục tiêu của một số tổ chức phi chính phủ khoác áo nhân quyền, tự do dân chủ như CPG. Tần suất xuyên tạc, vu cáo của họ càng lúc càng thô thiển, bất chấp tình hình thực tế khách quan tại các nước. Vì vậy, tinh thần cảnh giác cao độ và công tác tuyên truyền đúng, chính xác các chủ trương chính sách của đất nước là vô cùng quan trọng. Mọi người cần kiên quyết không nhân nhượng trên mặt trận truyền thông, báo chí, tuyệt đối không để cho những kẻ dối trá luôn ủ mưu phá hoại thành quả của cả dân tộc dưới các chiêu bài dân chủ, nhân quyền.